Thưa quý vị và các bạn, hỗ trợ xi măng để cứng hóa đường giao thông nông thôn theo nghị quyết số 07 Hội đồng Nhân dân tỉnh là chủ trương đúng đắn, tạo thành phong trào mạnh mẽ, lan tỏa rộng khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh. Cũng nhờ chủ trương này mà hàng trăm km đường giao thông nông thôn đã được cứng hóa. Tuy nhiên, mặc dù chủ trương đúng, nhưng trong quá trình triển khai, hầu hết các địa phương lại gặp phải rất nhiều khó khăn vướng mắc, cần có giải pháp để sớm khắc phục tình trạng này. Chuyên mục Chuyện trong tuần sẽ phản ánh rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Hỗ trợ xi măng để làm đường giao thông nông thôn theo nghị quyết số 07 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã như một luồng gió mới thổi bùng lên phong trào làm đường ở các địa phương trên địa bàn tỉnh, thu hút sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhất là người dân. Do đó, chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, khoảng 4 đến 5 tháng từ khi nghị quyết được ban hành, toàn tỉnh đã có hơn 243 km đường được cứng hóa trên tổng số 418 km theo kế hoạch. Tuy nhiên, do thời gian gấp, nhu cầu làm đường đồng loạt cùng một thời điểm ở các địa phương lớn, việc cung ứng xi măng từ công ty cổ phần xi măng Bắc Giang chỉ đạt hơn 58.000 tấn, đạt 65% kế hoạch. Điều này dẫn đến tiến độ làm đường giao thông ở các địa phương bị chậm, vẫn còn 175 km chưa được triển khai thực hiện. Tại thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, ngay sau khi có kế hoạch triển khai cứng hóa giao thông nông thôn theo chương trình hỗ trợ xi măng của tỉnh, Ủy ban nhân dân thị trấn Đồi Ngô đã vào cuộc một cách quyết liệt, vận động bà con hiến đất, đóng góp kinh phí và ngày công để làm đường. Thậm chí ngoài nguồn hỗ trợ xi măng của tỉnh và 100 triệu đồng một km đường của huyện, Ủy ban nhân dân xã còn hỗ trợ người dân làm đường toàn bộ cát và sỏi. Thuận lợi là vậy, thế nhưng đến nay cả xã cũng chỉ làm được 900 m trên tổng số kế hoạch sẽ làm là 3,7 km. Chúng tôi cũng có lắm bắt được là hiện nay là ra lấy nhưng mà cái xi măng thì không có. Thế bởi vì là lý do thì là về phía nhà máy thì họ có ý kiến là chưa chuyển ngân sách cho. Thế và cái thứ hai nữa là nhà máy thì họ cũng có ý kiến là thiếu bao bì. Nguyên nhân là do các tuyến đường ở các thôn đang trong tình trạng dang dở vì phải chờ xi măng. Người dân thì rất là đang hồ hởi phấn khởi để thực hiện theo cái mô hình nông thôn mới. Thế nhưng mà bây giờ đang ách tắc ở cái phần cung cấp xi măng. Thế thì về phía thôn thì cũng muốn đề nghị với lại các cấp lãnh đạo, với lại nhà máy làm sao để hỗ trợ để thực hiện theo cái chương trình dự án là trước cái tháng 12 năm 2017. Cùng với Lục Nam, tình trạng thiếu xi măng cũng diễn ra trên địa bàn huyện Yên Thế. Hiện 5 tuyến đường trục thôn của xã An Thượng đã hoàn thiện được cốt nền hơn một tháng nay, nhưng vẫn chưa thể khởi công bởi không có xi măng. Đến giờ phút này thì cái cốt nền thì cũng đã xong, tiền bà con đã đóng đủ. Thế chúng tôi chỉ còn vướng mỗi cái xi măng. Theo như thông báo thì của các ngành chuyên môn thì hiện nay là nhà máy chưa đủ xi măng để cung cấp cho các tuyến đường đã đăng ký trong tỉnh, mà trong đó có địa phương An Thượng. Tính đến hết tháng 12 năm 2017, huyện Yên Thế mới chỉ hoàn thành được 1,9 km đường giao thông nông thôn trên tổng số hơn 10 km đường, bằng 18,5% kế hoạch đề ra theo chương trình hỗ trợ xi măng làm đường của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ngoài nguyên nhân do việc đối ứng của người dân còn nhiều khó khăn, thì nguyên nhân chính khiến cho huyện không thể hoàn thành kế hoạch đề ra là không có xi măng để thi công. Một cái xe của chúng tôi phải chở bình quân trong báo cáo chúng đã nêu ấy, tầm 3 ngày là nhanh nhất, còn không là 5 ngày, giả sử như hôm nay. Là chúng tôi đang chờ từ hôm Chủ nhật đến giờ, thứ Bảy, Chủ nhật đến giờ. Vẫn do nhà máy lúc thì nói là hết vỏ bao, lúc thì là chưa đến lượt. Đấy, xe chúng tôi phải xếp lốt đầu kéo. Thì nó sẽ gánh lên cái chi phí, cái việc là chờ đợi của cái lái xe đấy. Còn đối với huyện Tân Yên, mặc dù là huyện dẫn đầu trong phong trào làm đường giao thông nông thôn theo nghị quyết số 07 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thế nhưng do lượng xi măng nhà máy sản xuất ra không thể cung ứng kịp nhu cầu của các địa phương, nên đã khiến cho huyện Tân Yên cũng đang gặp không ít khó khăn. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, toàn huyện Tân Yên đã cứng hóa được 63,5 km đường giao thông nông thôn trên tổng số gần 64 km theo kế hoạch, đạt 99%, trở thành huyện dẫn đầu trong phong trào cứng hóa đường giao thông nông thôn theo nghị quyết 07 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tuy nhiên,
Hiện nay, huyện vẫn còn 6 tuyến đường đăng ký phát sinh vào dịp cuối năm, với tổng chiều dài 8 km chưa thể hoàn thành. Nhiều tuyến đã làm xong nền, chuẩn bị sẵn sàng vật liệu, nhưng vẫn trong tình trạng thi công dở dang. Kế hoạch là coi như 1 km, như hiện nay là mới làm được một độ khoảng coi như 150 mét, là mới 47 tấn xi măng là con số cụ thể, còn số cát sỏi hiện nay đã tập kết, nhưng vì không có xi măng cho nên là cản trở cái tuyến đường hiện nay là coi như bà con đi lại. Và thứ hai nữa là vì là coi như không có xi măng của trên cấp về, là coi như là dẫn tới là chúng tôi nó coi như là đang bị dang dở. Trước tình trạng không thể cung ứng kịp lượng xi măng theo nhu cầu làm đường giao thông nông thôn của các địa phương, phóng viên chương trình đã có cuộc thị sát tại công ty cổ phần xi măng Bắc Giang, đơn vị duy nhất được lựa chọn cung ứng xi măng cho các địa phương trong tỉnh. Và đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại được. Toàn bộ hệ thống thiết bị máy móc hoạt động liên tục 24/24 giờ. Công nhân phải thường xuyên tăng ca để sản xuất. Thế nhưng lượng xi măng cũng chỉ đáp ứng được 50% nhu cầu các địa phương. Tình trạng xe đến lấy xi măng phải xếp nốt một, thậm chí là 2 ngày đã không còn là chuyện lạ ở cổng nhà máy xi măng. Lúc này thì đã là 10 giờ sáng, thế nhưng những chiếc xe được xếp lốt từ ngày hôm qua vẫn chưa được lấy xi măng. Tình trạng khát xi măng vẫn cứ diễn ra từng ngày. Trong khi đó thì nhà máy xi măng cho biết là đã sản xuất vượt quá công suất thiết kế 25%. Tôi đến trực từ tối hôm kia, hiện nay là đến hôm nay là ngày thứ hai rồi. Đấy, nhưng mà hiện tượng này chắc là phải đến tối mới đến lượt, khoảng đầu giờ chiều mới đến lượt. Đấy, thì tình trạng này kéo dài cách đây khoảng 2 tháng nay rồi. Kiến nghị là cho nhà máy xem nào mà một là tăng sản lượng, hoặc hai là như là làm cho như là thêm cái đầu ra cho nó nhanh để cho anh em như là nó đỡ phải chờ đợi nhiều. Theo lãnh đạo công ty cổ phần xi măng cho biết, hiện công suất thiết kế của nhà máy chỉ khoảng 1.500 tấn một ngày. Thế nhưng công ty đã phải vận hành hết công suất, thậm chí là sản xuất vượt công suất tới 2.000 tấn một ngày. Tuy nhiên cũng không thể đáp ứng hết nhu cầu của các địa phương. Ngoài nguyên nhân do công ty đã phải vớt lại 50% sản lượng cung cấp cho 140 đại lý là khách hàng thân thiết, thì còn có một số nguyên nhân khác. Tháng 9 mới triển khai từ tỉnh. Thế do vậy mà khi mà triển khai về đến huyện, xong đến xã, xong đến thôn, thì khi mà nhân dân trong thôn mà triển khai được kế hoạch này thì nó sẽ rơi vào đến cuối tháng 10 rồi. Do vậy mà kế hoạch của một năm mà lại dồn vào cho 1-2 tháng cuối năm. Do vậy mà công ty là cấp là nó dồn vào là cũng là quá cái công suất sản xuất. Cũng theo đại diện lãnh đạo công ty cổ phần xi măng cho biết, tình trạng này chỉ xảy ra do thời gian triển khai chương trình hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn của tỉnh diễn ra gấp rút và dồn dập trong mấy tháng cuối năm. Còn sang năm, khi có kế hoạch sớm thì tình trạng này sẽ không xảy ra. Tuy nhiên trên thực tế, việc làm đường giao thông nông thôn chủ yếu phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và cũng chỉ tranh thủ được những tháng không có mưa. Do đó vấn đề quan tâm lúc này đó chính là phải có giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho các địa phương. Đề nghị tỉnh xem xét về cái việc mà cung cấp xi măng cho đầy đủ. Cái thứ hai nữa, theo tôi thấy rằng là bây giờ ta cứ phụ thuộc mãi vào nghị quyết hội đồng nhân dân ra rồi, nhưng cứ phụ thuộc vào mỗi một cái xi măng của Hương Sơn. Mà xi măng Hương Sơn tôi nghe thấy rằng cái lượng sản xuất ra và nó thiếu rất nhiều những nhiều thứ như thế này thì là nó rất khó khăn. Đề nghị là tỉnh nên có cơ chế là ngoài cái xi măng Hương Sơn ra nên có cơ chế lấy xi măng khác nữa để đáp ứng cho kịp thời cho nhân dân. Hơn 175 km không thể hoàn thành trong năm 2017 ở các địa phương đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định gia hạn chuyển sang năm 2018, nhưng phải xong trước Tết Nguyên đán, tức là trong tháng 1 này là phải xong. Thế nhưng trước tình trạng cung ứng xi măng một cách nhỏ giọt của công ty cổ phần xi măng Bắc Giang thì có lẽ khó có thể hoàn thành theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đáng quan tâm là theo kế hoạch năm 2018, hầu hết các địa phương đồng loạt đăng ký làm đường với tổng chiều dài tăng hơn so với năm 2017. Tuy nhiên, nếu những khó khăn do thiếu nguồn xi măng không được khắc phục, thì có lẽ sẽ rất khó hoàn thành kế hoạch. Bình quân mỗi một ngày bây giờ thì Tân Biên lấy được sấp xỉ khoảng 100 tấn, thì nó không đáp ứng được cái nhu cầu.
Nếu như cái tốc độ này thì có lẽ là chúng tôi rất khó hoàn thành cái kế hoạch năm 2018. Khí thế cứng hóa đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh đang hết sức sôi nổi. Phong trào làm đường lan tỏa đến hầu hết người dân. Do đó, để phong trào không bị ảnh hưởng thì những khó khăn tồn tại do thiếu xi măng cần sớm được Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo các ngành đơn vị liên quan khắc phục, để nghị quyết số 07 của Hội đồng nhân dân tỉnh phát huy hiệu quả, kích cầu đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, thực sự trở thành chương trình có ý nghĩa lớn và hết sức thiết thực đối với các địa phương trong tỉnh. Chuyên mục Chuyện trong tuần kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.